đi cho vui đi, khi nào phát nó hát gọi cho mọi người thì về. Hai về thì các bé đó, các bé rất là vui chị. Mọi người đi chơi, mình ông già Noel cảm thấy có một cái sức sống gì đó thật là an bình ở cái thành phố này, điều đó rất là tuyệt vời. Đặc biệt các em bé rất là vui vẻ và hồn nhiên trong một cái không khí rất là có cái gì đó rất là yên bình và hạnh phúc, rất là tuyệt vời. How long have you been here? I have been in Ho Chi Minh for 3 days now.
just 3 days. And this is the first time you enjoy Christmas here? Definitely the first time, and definitely so far away from home. How do you feel when you come here? It's very different from home, because back home it's very cold now. We don't have snow this year, but we have a lot of rain. And now it's just like I'm sweating, and it's just very, very different from home. And I've never been to such a big city like in my life. It's the biggest city I've been to. And I'm just overwhelmed with everything, what is going on, the traffic, the crowd, the people. You have every single nation probably here in Saigon, so it's beautiful. Chấn là em là lần đầu tiên. Em cũng